gia đình em Thảo chiên cô chuyến anh chị những chậu cây phi điệp rất là đẹp Giống như một món quà em dành tặng cho cô chuyến anh chị nhân dịp năm mới năm 2021 ạ à. Đây là những chậu cây phi điệp dòng thân nù của nhà em này rất là xinh xắn như cô chú anh chị đang nhìn đã Hiện tại cây đã đến tuổi nở hoa và chúng ta có thể đã kích hoa đầu ngọn được luôn nha các bác nhá Đấy và những cái cây đã thắt ngọn rồi nó đang tích trữ cho dinh dưỡng này Các bác nhìn này thân của nó nù xinh lắm so sánh ngựa ngón tay của em đã đó, nhà em Thảo sẽ chia ra làm combo để cô chú chị dễ dàng mua hơn nhá đó bình thường những chậu này em thảo bán 150 000 đạ. Ngày hôm nay combo theo ba cây này em thảo bán với giá là 295 000 Đồng thời em thảo sẽ tặng quà cho cả nhà là một gói uh, siêu lân và miễn phí ship nhân dịp năm mới nhé Siêu lân thì ngoài chức năng là phục hồi cây và giải độc cây trồng nó còn có chức năng là cung cấp chất dinh dưỡng, đồng thời đối với cây đã đủ tuổi nở hoa nó sẽ giúp việc phân bám mầm hoa và cho hoa đồng loạt là đối với á, combo này thì em sẽ đặt tên là combo thịnh vượng về combo thịnh vượng này thì sẽ gồm có hồng mỹ nhân này hồng minh châu và hồng yên thủy em sẽ lựa cho các cô chú anh chị những cây thân huyết hạc rất đẹp nha thân hồng nhung huyết hạc rất là xinh đó mỗi một cây của nó cao khoảng từ 15 cho đến 17 cm và những cái đường chỉ sọc của nó cũng hồng luôn này các bác nhìn này đấy mặt bông mẹ của nó này gồm có hồng yên thủy mặt bông mẹ rất là xinh và xuất sắc đúng không ạ đấy, và tiếp theo là hồng minh châu Đấy, và cuối cùng là cây hồng mỹ nhân Mặt bông mẹ rất là xinh Đó, em sẽ lựa cho các cô chú anh chị những cái cây rất là đẹp nhá Cây thực tế của nó đẹp Đó, và một số cây đang trong quá trình dụng lá rồi Nên là trong quá trình hiện tượng mà vàng lá em gửi ấy, Thì cả nhà yên tâm, không có vấn đề gì đâu ạ Đấy, tiếp theo là một cái combo nù của nhà em Thì combo nù này thì em sẽ đặt là combo nù luôn Bởi vì có ba dòng nù Đấy, nù gồm cũng có nù tam bố, nù ta li và cây nù hòa bình Đây, ví dụ như là cây này là cây nù ta li này Cả nhà nhìn thấy không ạ? Đường chỉ sọc rất là đẹp luôn Đấy, em dơ cho cả nhà xem cây của nó cao khoảng tầm 15 cho đến 17cm Rất là xinh Đấy, so sánh thân mập ú nu luôn đấy ạ Đấy là cây nù hòa bình này được chị sọc cây nụ hòa bình rất đẹp luôn đó 295.000 em Thảo sẽ miễn phí ship cho cô chuyến chị đồng thời em sẽ tặng quà cho cả nhà giống như là combo thịnh vượng của nhà em là một gói siêu lân đó siêu lân này thì là một trong cái sản phẩm không những là cần thiết mà nó còn là những cái sản phẩm giúp cây hoa lan chúng ta lá hấp thụ chất dinh dưỡng và chống hiện tượng nghẹt dễ vàng lá sinh lý. Đấy, mùa xuân thì khi mà mùa xuân bước tới thì cái độ ẩm trong không khí nó rất là cao đúng không ạ? Đấy nên là hạn chế được cái quá trình là thối dễ luôn đấy ạ. Đó ngoài ra thì ngoài siêu lân ra thì nhà em Thảo còn có bán thêm vật tư phân thuốc thì em sẽ quay một cái video về vật tư phân thuốc nhá Đây là thuốc kích hoa em Thảo bán 70.000 này kích dễ n3m em bán 25.000 còn b1 em Thảo bán 45.000 em sẽ làm cái video quay về những cái vỏ thông các thứ để chúng